Thực hiện đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng của chính phủ, thời gian vừa qua, tỉnh Sơn La đã triển khai xây dựng phương án để cấp chứng chỉ theo tiêu chí của các tổ chức quốc tế cho rừng trồng tại một số địa phương. Tuy nhiên, thì trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại Sơn La. Năm 1997, ông Lò Văn Tá ở xã Triềng Hạc, huyện Yên Châu được hỗ trợ cây giống gỗ tách từ chương trình giao đất giao rừng của chính phủ. Gia đình ông đã triển khai trồng gỗ tách trên diện tích gần 1 hecta. Tuy nhiên, gia đình ông cũng như hầu hết các hộ dân ở đây, lâu nay vẫn bán gỗ hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái nên giá cả bấp bênh. Trước thực tế đó, hiện nay các vườn gỗ tách ở đây đang được quy hoạch để thực hiện việc cấp chứng chỉ rừng. Cây này thì đặc điểm của nó là cái thứ nhất đấy là không cần phải chăm sóc mấy, bởi vì là chỉ cần mỗi năm phát một lần thôi. Sau này nó lớn lên thì kệ nó cũng chả sao. Bây giờ bán bên ngoài ấy, thì qua thương lái cho nên là giá cả nó cũng chưa được ổn định. Đấy, cái đấy là về cái bán là như thế. Còn thứ hai nữa là cũng đề nghị là bên đảng nhà nước là cũng cấp cái chứng chỉ cho các hộ gia đình này để cho nó đầu ra nó ổn định. Bản chất của việc cấp chứng chỉ rừng là để thực hiện tốt hơn việc quản lý rừng bền vững. Từ đó có nguồn gỗ lớn xuất khẩu, nâng cao giá trị kinh tế của diện tích rừng trồng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai cấp chứng chỉ rừng gặp không ít khó khăn do diện tích rừng trồng phân tán, số lượng chủ rừng nhiều, nguồn lực đầu tư cho các chủ rừng, doanh nghiệp còn thiếu. Số còn lại là rừng trồng. Cái chương trình này nó mới. Đấy, một số cái còn bỡ ngỡ đối với người dân miền núi. Đấy, thì bây giờ chúng tôi là phối hợp với các cơ quan chức năng và đặc biệt là các doanh nghiệp là tăng cường tuyên truyền để cho người dân hiểu. Hiện tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án cụ thể để triển khai hiệu quả đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng của chính phủ. Trong đó tập trung lồng ghép các nguồn lực từ kinh phí ngân sách nhà nước và từ nguồn vốn xã hội hóa để hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân và hộ trồng rừng. Sơn La đã phê duyệt được 8 cái phương án quản lý rừng bền vững với cái quy mô diện tích khoảng 100.000 ha và thực hiện. Mục tiêu của tỉnh là thực hiện là sẽ cấp cái chứng chỉ rừng cho các cái loại rừng trồng mà địa phương Sơn La có thế mạnh như là cây gỗ tách, cây cao su, đấy là thông mã vĩ, thì với quy mô là đến năm 2025 là cỡ khoảng 5 đến 6.000 hecta. Sơn La là địa phương có diện tích rừng lớn thứ 3 toàn quốc với khoảng 606.000 hecta. Trong đó diện tích rừng trồng khoảng 60.000 ha. Trong khoảng thời gian tới khi mà diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ thì đây sẽ là lợi thế, là đòn bẩy để tăng giá trị sản phẩm cũng như thu nhập cho bà con trồng rừng. Đây cũng là điều kiện để bà con nhân dân thêm gắn bó và góp phần phát triển rừng bền vững.